qua, mời một vị giám khảo đã cùng gắn bó với Việt Nam Fitness Model 2019 cũng như từ những mùa đầu tiên. Anh Bá Điên có thể chia sẻ nhiều hơn được không ạ? Có lẽ là khi mà nhắc đến nhân vật này thì không ai khác là ngoài Cao Xuân Tài là người hiểu rõ nhất vị giám khảo này, bởi vì chính anh cũng đã là người đồng hành và cầm cân nảy mực để lựa chọn ra kết quả mà Cao Xuân Tài đã tham gia vào cuộc thi Việt Nam Fitness Model mùa thứ hai. Và bây giờ xin mời Cao Xuân Tài sẽ bật mí cho tất cả quý vị khán giả biết tiết mục sau đây đến từ giám khảo nào. Và một phần quà đến từ một người ca sĩ và cũng là phó ban giám khảo của cuộc thi Việt Nam Fitness Model. Xin mời ca sĩ Nguyên Vũ. Nguyên Vũ xin anh chào tất cả quý vị và chúng mến ạ. Chào các ta thật lớn đâu mà. Ngày thân thân bước chân bỗng muốn đường thật xa, rời xa bao suy tư ồn ào với bụng ngày. Cầm guitar cất tiếng hát giữa bao ngày qua. Oh yes. Ngồi nơi đêm phố vắng khẽ hỏi ta là ai. Đừng nơi đâu yêu thương trên xe với cái dài. Làn khói trắng dẫn nỗi bóng tối quên thật xa. Oh yes. Mang theo những lời ca cho ta tìm được thấy ta đang say ta là ai. Lang thang trong cơn mơ ta đang điên nơi nào đây. Dẫu thế giới cứ cuốn cho ta xoay cuồng quay, bước phiên bỏ lại hết đêm nay ta vượt bay. Welcome to our world, we are crazy boy. Yeah. Welcome to us crazy boys. Cất tiếng ca vang lên trời xanh nhé. Xóa hết ký ức với buồn đau. Come on. Bước cho hết giữa crazy boy. Thắp sáng quanh ta bao niềm vui. Ta đến ta say với lời ca. I'm crazy boy boy. Come on. Mang theo những lời ca cho ta tìm được thấy ta đã say ta là ai. Lang thang trong cơn mơ ta đang điên nơi nào đây. Dẫu thế giới cứ cuốn cho ta say cuồng quay, bước phiên bỏ lại hết đêm nay ta vượt bay. Welcome to our world, we are crazy boy. Welcome to us crazy boys. Cất tiếng ca vang lên trời xanh nhé. Xóa hết ký ức về buồn đau. Bước cho hết giữa crazy boys. Thắp sáng quanh ta bao niềm vui. Ta điên ta say với lời ca. I'm crazy boy. Oh, oh, oh.
xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn. Xin được cảm ơn Nguyễn Vũ, xin mời Nguyễn Vũ nắng lại sân khấu một chút xíu ạ. Vâng, kính thưa quý vị, như chúng tôi đã giới thiệu với quý vị ngay từ ban đầu thì giám khảo Nguyên Vũ, ca sĩ Nguyên Vũ là người đã đồng hành với Việt Nam Fitness Model suốt từ những mùa đầu tiên cho đến nay. Thì anh Nguyên Vũ ơi, anh Nguyên Vũ có thể chia sẻ cảm xúc khi mà chúng ta nhìn những gương mặt rất xinh đẹp, top 40 các thí sinh xuất sắc nhất trong số hàng ngàn các thí sinh ở mùa thứ 3 được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. Cho Nguyên thở, cho Nguyên Vũ thở ra đã. Thưa quý vị và các bạn thân mến, có thể quý vị cũng đã thấy rằng là để có được một cuộc thi ở tại một nơi đáng sống nhất tại Việt Nam là cả một quá trình rất khó của ban tổ chức. Nếu như không có sự đồng hành của các đơn vị, những người bạn, những công ty thì chắc chắn cuộc thi để mà diễn ra tại một nơi xinh đẹp như vậy sẽ rất là khó. Chúng tôi đã nhiều lần làm ở Sài Gòn đêm chung kết. Và để mà ra ngoài đây, như quý vị cũng thấy đó, từ cái chuyện sự di chuyển vé máy bay, đi đứng, ăn ở của tất cả các thí sinh, 40 thí sinh đang trên sân khấu này. Bên cạnh đó còn có một dàn những người thực hiện cùng với chương trình, ban giám khảo. Và có thể thấy là cái sự nghiêm túc, quy mô của ban tổ chức đã làm nên một cuộc thi 3 mùa đến như vậy. Và trước tiên Nguyên Vũ xin được cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị, đặc biệt là các đơn vị hỗ trợ, những mạnh thường quân, những người đã đến với chương trình bằng cả cái tấm lòng. Một lần nữa xin cảm ơn rất là nhiều. Tiếp theo thì Nguyên Vũ xin cảm ơn tất cả các bạn thí sinh. Các bạn đã làm nên một cái mùa 3 thật là tuyệt vời. Như Cao Xuân Tài, chắc chắn là trong lòng bạn ấy cũng rất là vui, bởi vì làm cuộc thi ngay nơi mà bạn đã sinh ra và lớn lên. Và mong rằng là cuộc thi này sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của tất cả quý vị, đặc biệt là tất cả các bạn thí sinh ở khắp mọi miền đất nước. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin được cảm ơn. Anh ơi, từ từ anh đi chi bộ vậy? Thưa quý vị, có thể nói là với một vị giám khảo mà suốt 3 mùa như thế này thì bản thân Trúc Ánh rất là thắc mắc là điều gì, động lực nào mà khiến cho anh Vũ lại gắn bó với ban tổ chức chương trình? Điều gì khiến cho anh gắn bó với cuộc thi cho đến tận ngày hôm nay ạ? Cuộc thi này đã mang đến cho anh những cảm xúc như thế nào? Tức là điều gì mà anh được khi đến với cuộc thi ạ? Thực ra thì trong mỗi chúng ta ai cũng đều yêu thích cái đẹp cả. Trước tiên là nhìn các bạn thí sinh tự hoàn thiện bản thân mình bằng cách rèn luyện từ ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng kia. Nó cũng chính là cái niềm động lực để cho một người giám khảo như Nguyên Vũ phải nhìn lại mình khi đứng trên sân khấu, làm sao có được vóc dáng của một người khỏe khoắn, trẻ trung. Đó là cái được thứ nhất. Cái được thứ hai mà Nguyên Vũ khi đến với chương trình mà gắn bó lâu đến như vậy, đó chính là Nguyên Vũ thấy được cái tâm của cái người tổ chức mong muốn đem cái giải này lan tỏa trong cộng đồng tất cả các bạn trẻ. Ngoài cái chuyện là các bạn có thể đứng trên sân khấu diễn thời trang hay tỏa sáng ở bất cứ môi trường nào, thì cái quan trọng nhất là các bạn luôn luôn có ý chí tập luyện cho mình khỏe khoắn và đem cái đẹp của bản thân mình lan tỏa đến những bạn trẻ khác. Ở đây có rất nhiều các bạn trẻ, người thì làm PT, người thì làm spa, người thì là sinh viên, nhưng các bạn có một chung một cái niềm đam mê, đó chính là fitness. Các bạn đã tập luyện để cho thân thể cường tráng. Và dẫn chứng người đứng bên cạnh Nguyên Vũ đây, bạn ấy không chỉ tập luyện cho thân hình mình cường tráng đâu, mà bạn ấy cũng tham gia rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Như vừa rồi Nguyên Vũ có xem Xuân Tài tự đu dây mình lên trên cao để tham gia vào chương trình và đạt giải Á quân. Bạn ấy cũng đã tập luyện. Đó là một sức trẻ lan tỏa rất là rộng. Và điều cuối cùng mà Nguyên Vũ rất thích ở trong chương trình, đó chính là hoàn cảnh của mỗi thí sinh. Thưa các bạn, gần đây nhất
Nguyên Vũ đã phỏng vấn 60 thí sinh này. Có bạn cũng đã làm cho Nguyên Vũ rất là xúc động, chỉ bởi một điều duy nhất thôi. Bởi vì bạn ấy xấu cho nên người yêu đã bỏ. Và bạn ấy đã tập luyện, chăm tập luyện bằng cách hết sức của mình để có được một cái thân hình đẹp. Và bạn ấy đã trả lời với người yêu là người bạn trai của mình rằng bạn ấy đêm nay đã tỏa sáng trên sân khấu này bằng một cái đầm dạ hội rất đẹp. Đó là một điều mà Nguyên Vũ rất là thích. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho các bạn. Xin cảm ơn quý vị. Với những chia sẻ của anh Nguyên Vũ thì chúng ta có thể thấy được là không chỉ các thí sinh được ở trên sân chơi này mà các ban giám khảo, những vị giám khảo đáng kính cũng được rất nhiều khi đồng hành cùng cuộc thi, đồng hành của các bạn. Cảm ơn anh Nguyên Vũ rất nhiều ạ. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn ba MC rất là xinh đẹp. Xin cảm ơn quý vị.